Xem tuổi làm nhà là công việc vô cùng quan trọng khi chuẩn bị khởi công xây dựng. Để giúp quá trình thi công diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và gặp nhiều may mắn, năm 2022, những người tuổi Đinh Tỵ sẽ bước sang tuổi 45. Đây là độ tuổi mà rất nhiều người mong muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà nhỏ ấm cúng và tiện nghi. Tuy nhiên, các gia chủ sinh năm 1977, Đinh Tỵ đang băn khoăn không biết năm 2022 sắp tới có phải là năm đẹp để động thổ nhà hay không. Cùng Thảo Lương Home theo dõi qua video dưới đây nhé. Năm thi công làm nhà rất quan trọng trong phong thủy. Năm thi công nên tránh không phạm phải hai yếu tố kim lâu và hoang ốc. Xem xét năm làm nhà hợp mệnh bằng phần mềm tra cứu chuẩn xác nhất hiện nay cho thấy gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977, 46 tuổi âm lịch, nếu làm nhà vào năm 2022 sẽ gặp phải hạn kim lâu, không gặp hạn kiểu hoang ốc, không gặp hạn tam tai và bát trạch. Xem xét các yếu tố trên cho thấy năm 2022 là một năm không phù hợp để tuổi Đinh Tỵ 1977 làm nhà vì phạm phải một trong hai hạn quan trọng là kim lâu. Nếu gia chủ muốn xây nhà thì cần phải mượn những tuổi hợp mệnh sau đây để làm nhà như Ất Hợi 1935, Đinh Sửu 1937, Đinh Hợi 1947, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983. Quý khách cũng có thể chọn những năm tốt và hợp phong thủy sau đây để làm nhà như 2028, 2034, 2035, 2037 và 2043. Trên đây là những chia sẻ của Thảo Lương Home về năm xây nhà 2022. Mong rằng công trình của quý khách sắp thi công sẽ luôn gặp suôn sẻ và tài lộc dồi dào. Hiện nay, Thảo Lương Home đang có nhiều chương trình ưu đãi dành cho quý khách hàng khi ký hợp đồng thi công trọn gói. Thảo Lương Home là đơn vị thi công xây dựng trọn gói hàng đầu trên toàn quốc, mang đến cho khách hàng những ngôi nhà thẩm mỹ, hợp phong thủy và phù hợp với tiêu chí khách hàng. Đăng ký kênh và theo dõi Thảo Lương Home để thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về phong thủy, trong xây dựng và các mẫu nhà đẹp mỗi ngày quý khách nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.